Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhé. Và hiện giờ thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK. Và như mọi người nhìn thấy nè, chắc chắn là mọi người đang biết là chị khách hàng ngày hôm nay là sử dụng dịch vụ gì rồi đúng không ạ? Hôm nay là chị tới DK để được trải nghiệm lần đầu tiên công nghệ xóa laser, siêu laser Picomax để xử lý được cái góc mực cũ ở trên mí mắt cũng như là lông mày của chị ấy. Thì trước khi mà chúng ta nghe chuyên gia phân tích cũng như là xem chuyên gia xử lý cái tình trạng mực này, chúng ta cùng trò chuyện với chị em một chút nhé. Em chào chị ạ. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm là mình tên là gì, mình đến từ đâu được không ạ? À vâng, chị là Phan Thị Chiến, chị đến từ Đông Ngàn, Cũng Niêm, Hà Nội. À vâng, thế không biết là ở xa như vậy thì lý do gì mà chị lại biết tới DK hả chị? Chị thấy đứa cháu chị làm bây giờ nó bảo dịch vụ đây rất tốt ạ. Dạ vâng, không biết là bạn nhà mình là làm dịch vụ gì ở bên em hả chị? Cháu chị làm như các lông mày. À vâng, và thế là mình cũng mong muốn là sửa lông mày cũ để làm lông mày mới giống như là người nhà của mình đúng không ạ? Đúng. Vâng, thì chị cho em hỏi thăm là trước khi mà tới bên em để làm lông mày và mí, hút mí này này, thì chị là đã đi làm ở nhiều cơ sở chưa hả chị? Chị làm một cơ sở ở bên ngoài. Thế ạ, vâng ạ, thế chị ơi không biết là khi mà mình tới cơ sở bên em này thì mình có cái cảm nhận gì trước tiên về cơ sở vật chất cũng như là nhân viên của bên em không hả chị? Thấy đến đây là đầu tiên là chị thấy thứ nhất là nhân viên nhiệt tình rất tốt, đến cả những các cái thiết bị. Dạ. Các thiết bị ở đây mình có vẻ nó hiện đại đúng không ạ? Dạ vâng ạ, thì em cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của chị Chiến nhá. Vậy thì chị Giang ơi, là chuyên gia laser ấy, thì chị có thể giúp em này cũng như là các bạn đang xem livestream và chị Chiến được hiểu hơn về cái tình trạng mực của chị hiện tại được không ạ? Chị phân tích cho em được không? Cái tình trạng mực của chị Chiến ấy là chị cũng làm lâu rồi nên là nó có dấu hiệu trổ, trổ xanh. Phần mí cũng thấy bị loang này, bị loang lên trên bầu mí rất là nhiều, khiến cho cái mắt của mình rất là mất thẩm mỹ. Cả cái dáng mày nó cũng thô nữa nên là... Dạ. Vâng ạ, ngoài ra thì em còn thấy là hình như là mình có một cái sẹo nhỏ nâng cung mày đúng không chị? Nâng cung mày. Vâng ạ, như có rất là nhiều chị em khách hàng tới VDK rồi, ngoài cái việc nó không phải là để xóa đi cái mực cũ của mình mà còn có rất nhiều chị em mà đến để che đi cái sẹo thẩm mỹ hoặc là do nhiều sẹo, nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy nên là trước khi mà chúng ta xem cái lông mày của chị sau khi làm như nào thì trước mắt lại giải quyết cái mực cũ đi nhá. Bây giờ em xin phép mà nhờ chị Giang để xử lý đi cái góc mực cũ này của chị ấy. Và trong quá trình mà chuyên gia laser bên mình xử lý hút mực cũ ấy, thì nếu như bạn nào có những câu hỏi muốn đặt ra về dịch vụ xóa bên mình thì mời có thể comment để mình cũng như là chị Giang, chuyên gia laser của DK sẽ trả lời cho mọi người nhé. Bây giờ thì em xin mời chị Chiến đã bắt đầu trải nghiệm dịch vụ của bên em nhé. Góc mực của chị còn khá là đậm và da của chị rất là mỏng, vì thế nên là mình sẽ để cường độ là 500, tốt sai chỉ là 9. Vâng ạ, với cái công nghệ của DK thì có rất nhiều chị em là ngay sau khi mà xóa xong và về nhà có thắc mắc với mình rằng là em ơi, tại sao khi mà chị xóa ở nhà em ý, chị thấy rất là nhạt, nhưng mà khi mà chị về đến nhà chị lại thấy góc mực của chị lại quay trở về trạng thái như ban đầu. Đây là câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều trong quá trình chăm sóc khách hàng. Thì hôm nay trong livestream này thì mình chia sẻ với chị em nhé. Bởi vì cơ chế hoạt động của máy siêu laser Picomax bên mình ý, không như những nơi khác. Những nơi khác nó sẽ làm lột da, bong da của mọi người đi để làm nhạt màu mực. Nhưng cơ chế máy của nhà mình là bọn mình sẽ chỉ hút cái lớp mực ở trên bề mặt da đi thôi. Và sau đấy khi mà mực ở trên bề mặt da được xóa đi ạ, thì những cái hàm mực ở bên dưới nó sẽ tiếp tục vỡ ra và đẩy màu lên nhá. Đó là lý do mà chúng ta thấy là khi mà xóa xong rồi về nhà mực lại quay trở về trạng thái như ban đầu đấy ạ. Và như mọi người có thể quan sát so sánh hai bên nhá, một bên chị Giang đã xử lý xong rồi và một bên chưa xóa thì hai bên đã có sự thay đổi rõ rệt đúng không ạ? Màu mực phải hút đi là phải đến 50-70% đấy ạ. Chị Giang hút bên còn lại giúp em nhé. Chị Chiến cho em hỏi thăm là mình có cảm thấy đau rát hay là khó chịu không hả chị? Thì thấy hơi đau rát. Hơi châm chích một xíu được không ạ? Không biết là trước khi mà mình tìm hiểu về công nghệ laser bên em ý, thì mình đã có tìm hiểu về công nghệ laser ở chỗ nào khác chưa ạ? Hoặc là đã trải nghiệm ở đâu chưa ạ? Chị thì chưa. Vâng ạ. Bạn thì chưa. Được giới thiệu cái là qua bên em luôn đúng không ạ? Vâng ạ. Tại vì cháu chị đã làm rồi. Chắc chắn rằng là lát nữa là sau khi mà mình được tháo bảo vệ mắt ra này, được nhìn cái tình trạng của chị sau khi mà xử lý mực xong, mà chị sẽ thấy rất là bất ngờ bởi vì kết quả nó cực kỳ rõ rệt chị ạ. Bây giờ chị đang xử lý mí giúp em luôn nhá. Thế nhưng mọi người nhìn thấy đấy ạ, rất là nhẹ nhàng này, không hề chảy máu, không hề sưng nề, không hề cháy trụi lông của khách một chút nào. Và chị Chiến cũng như là tất cả các khách hàng mà sau khi mà sử dụng liệu trình xóa laser của bên mình ý, ngay lập tức là chúng ta không cần phải ăn kiêng gì cả này. Và ngoài ra thì nếu như mà cần trang điểm thì mọi người cũng có thể trang điểm luôn nhé. Và muốn sử dụng nước để sinh hoạt thì chúng ta cũng có thể sử dụng nước thoải mái đấy ạ. Đấy là những cái ưu điểm của công nghệ bên mình, không cần ăn kiêng, có thể trang điểm này. Và ngoài ra thì bởi vì như mọi người nhìn thấy ạ, công nghệ bên mình không hề gây tổn thương da,
Cho nên là với lông mày thì chỉ khoảng tầm 5 ngày đến 7 ngày sau thôi là khách hàng có thể chủ động qua DK để xóa tiếp được rồi. Còn đối với mí mắt thì vùng da này nhạy cảm hơn, cho nên là 2 tuần một lần chúng ta sắp xếp tới DK để tiếp tục liệu trình của mình nhé. Xong rồi đúng không chị? Vâng ạ, rất là nhanh, chưa đến 2 phút đồng hồ. Bây giờ chị giúp em là mình tháo băng bảo vệ mắt này, xong rồi cho chị Chiến xem tình trạng mực của chị sau khi xử lý xong nhé. Không biết là mọi người xem ở trên clip là có nhìn thấy rõ cái việc là màu mực nó nhạt đi, trông thấy không ạ? Chị Chiến ơi, mình mở mắt soi gương cho em. Mình không biết là cái cảm nhận của mình như nào sau cái lần đầu tiên xóa này hả chị? Chị có thể chia sẻ cho bọn em được biết không ạ? Chị đỡ hơn khối rồi ạ. Đỡ hơn nhiều đúng không chị? Và đấy, như chị nhìn nhá, tình trạng da của mình thì không hề bỏng rộp này, lông mày thật của chị thì vẫn còn. Để đấy, những cái gì mà em vừa chia sẻ trong livestream này, chị lưu ý giúp em là không cần ăn kiêng gì cả. Và nếu cần sinh hoạt về nước thì có thể sử dụng như bình thường nhá. Và đấy, chị Giang giúp em dặn dò chăm sóc chị Chiến nhá. Và nếu như mà bạn nào cũng đang có nhu cầu muốn xóa những cái lớp mực cũ của mình, lông mày, mí, môi hoặc là những cái vùng xăm tattoo ấy, thì mọi người nhớ là inbox trực tiếp cho fanpage DK Abra Beauty để được tư vấn cũng như là đặt lịch nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.